thế nào? Dạ con thấy rất là xúc động. Với lại bộ phim nó gắn liền với lại khoảng một thời gian ba con mới mất gần đây ạ. Chú xin đi buồn với con nha. Ba sao mất con? Dạ ba con đi làm, trên đường về ba con bị xe tông. Đấy, nhiều mai mối vậy. Làm lâu con khổ thật. Là gắn liền với con là con không có mẹ. Trời đất, về nhà mình không thấy chị em. Giống hai đứa mình con. Giống con hai muối quá vậy. Đúng không con? Dạ. Con mà giờ có bà Tư Lạc hàng xóm nào không? Dạ không ạ. Bây giờ nè, muối ơi, muối qua đây ôm bạn cái nào. Dạ. Y như nhân vật của con vậy đó. Y chang luôn. Đó. Không có mẹ mà chỉ có ba thôi. Mà ba cũng mất. Mà trong phim xe đó giống như là ba ông hai muối. Ông hai muối cũng bị thông xe nhưng không chết, nhưng bởi vì lao lực quá làm muối bao nhiêu năm cũng mất. Tất cả mọi điều đó nó gần như trùng khớp với nhau con ha. Con xem phim con xúc động đoạn nào nhất? Dạ cái khúc mà chú Việt Linh cố gắng kiếm tiền mà để lo cho chị muối mà bị người ta phá. Dạ. Rồi bây giờ con đang học ở đâu? Con nghĩ là con đi làm rồi chú. Tại vì con với lại ông bà nội thôi. Ông bà nội lớn tuổi chưa? Dạ ông bà nội con lớn tuổi rồi. Bây giờ con đi làm cái gì vậy? Dạ con đi làm công ty. À gia đình con mấy anh chị em? Dạ có mình con. Trời ơi, y như muối luôn. Xin chia buồn với con nha. Dạ. Rồi bây giờ là hôm nay là một ngày rất là đặc biệt ha. Dạ. Con ở đây con cứ xin số điện thoại của muối. Hai chị em tâm sự với nhau, có gì chia sẻ, có gì cần sự hỗ trợ thì con cứ tâm sự với chị muối nha. Đoàn làm phim đặc biệt á là chú Vũ Thành Vinh ở đây. Chú có thể chia sẻ một vài lời cùng với cháu đi. À, mặc dù con không còn ba nữa nhưng mà đây coi như hai muối là ba của con đi. Con giữ cái này và hãy nhớ về người cha của mình. Thật ra cha cũng đang ở đâu đó ở đây. Cha luôn dõi bước theo con. Cha trong tim, trong máu của mình, trong người của mình nha. Cứ cố gắng là con gái nha. Bây giờ chú Vũ Thành Vinh có thể chia sẻ đôi lời với cháu. À, chút nữa là cháu cho các bạn xin số liên lạc nha. Để chú sẽ phụ giúp cho cháu có được không? Dạ thôi chú. Được rồi, chú sẽ có một cái phần quà. Được rồi, hôm sau rồi. Chú sẽ gửi cho con, chú hứa. Thì hôm nay tại vì không có mất thời gian của anh chị và mọi người đó, thì chú không có tâm sự được nhiều, nhưng mà chú rất thương con. Con cố gắng nha. Dạ. Anh em lấy số điện thoại của bạn có tên là gì? Chúc con là Ngô Thị Bích Ngọc. Bích Ngọc, rồi. Hãy mạnh mẽ lên ha, cũng Ngọc luôn đây, Bảo Ngọc. Rồi, hai chị em nhớ liên lạc với nhau nha. Rồi, mình lấy số điện thoại của bạn luôn đi. Rồi. Đó là những cái trường hợp rất gọi là đồng cảm với hai muối. Và tôi biết được rằng là rất là nhiều đã khóc vì thương cha, thương mẹ của mình. Và phim Hai Muối nhằm chia sẻ một thông điệp tích cực, đó là hãy yêu cha mẹ mình, hãy nói lời xin lỗi, lời cảm ơn, lời yêu thương của cha mẹ mình sớm nhất có thể.